Nằm trong chuỗi các hoạt động ra mắt dịch vụ 4G được Viettel triển khai trên toàn quốc, sáng nay tại Đà Lạt, chi nhánh Viettel Lâm Đồng cũng chính thức khai trương dịch vụ 4G. Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện một số sở ban ngành đã tham dự chương trình. Phát biểu tại lễ khai trương, đại diện tập đoàn Viettel cho biết hệ thống mạng 4G được Viettel đầu tư với công nghệ hiện đại nhất hiện tại, với tốc độ nhanh hơn. 100% trạm thu phát 4G của Viettel đều sử dụng công nghệ 4T4R, 4 phát 4 thu, cho phép mở rộng vùng phủ sóng lên 1,4 lần và tăng tốc độ download lên gần 2 lần so với công nghệ 2T2R đang được sử dụng phổ biến. Việc sử dụng công nghệ này giúp tốc độ download trung bình của dịch vụ 4G Viettel đạt từ 30 đến 50 MB, nhanh hơn mạng 3G từ 7 đến 10 lần. Bên cạnh tốc độ truy cập vượt trội, chi phí dịch vụ 4G rẻ hơn 3G từ 30 đến 60% tùy theo từng đối tượng. Để khuyến khích người dân tiếp cận với dịch vụ 4G, Viettel đưa ra các dòng sản phẩm di động đồng bộ có hỗ trợ 4G với mức giá từ 1,3 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ đổi SIM 4G miễn phí cho người dân. Riêng tại Lâm Đồng, Viettel đã triển khai trạm thu phát sóng 4G, đến nay đã phủ sóng đạt tỷ lệ 99%. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Ngọc Liêm đã đánh giá cao những đóng góp của Viettel trong xây dựng phát triển mạng lưới công nghệ thông tin 4G hiện đại nhất, sẽ từng bước đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực, từ giáo dục y tế, nông nghiệp đến cải cách các thủ tục hành chính, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời mong muốn chi nhánh Viettel Lâm Đồng tiếp tục phấn đấu để nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đột phá nhiều hơn nữa vì khách hàng của Viettel nói riêng và Lâm Đồng nói chung. Rời quê hương Thái Nguyên vào Lâm Đồng từ năm 1976, người cựu chiến binh dân tộc Sáng Chỉ này đã sớm làm quen với nghề trồng nấm. Vào những năm 90, nghề trồng nấm tại Lâm Đồng phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.